Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đang diễn biến rất phức tạp với số ca lây nhiễm tăng nhanh. Nếu không kịp thời ngăn chặn, kiểm soát, thì nguy cơ dịch bùng phát trong cộng đồng là rất cao. Thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quy định tạm thời các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đối với địa bàn có cấp độ dịch là cấp 3, cấp 4, phải thiết lập chốt kiểm soát dịch COVID-19. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều có ý kiến như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo thiết lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại địa bàn các xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch là cấp 3, cấp 4. Thời gian đưa vào vận hành trước 12 giờ trưa ngày 26 tháng 10 năm 2021, hoạt động đến khi Ủy ban Nhân dân tỉnh cập nhật công bố giảm cấp độ dịch thì tháo dỡ ngay các chốt kiểm soát này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc thiết lập chốt phải đảm bảo phát huy cao nhất hiệu quả kiểm soát nhưng không để lãng phí nguồn lực, gây phiền hà cho người dân và phương tiện khi qua chốt nếu đảm bảo điều kiện theo quy định. Địa bàn thuộc huyện, thị xã, thành phố nào thì do đơn vị đó tổ chức chốt kiểm soát. Khi đã thiết lập chốt kiểm soát ở địa bàn có cấp độ dịch là cấp 3, cấp 4 thì không được thiết lập thêm chốt ở địa bàn liền kề có cấp độ dịch là cấp 1, cấp 2, đồng thời tạo điều kiện cho người dân đi tiêm vaccine được qua chốt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành căn cứ theo chức năng nhiệm vụ để hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động của các chốt, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh các hành vi vượt thẩm quyền hoặc sai quy định, nhất là việc làm ách tắc trong vận chuyển hàng hóa và cản trở các hoạt động kinh tế xã hội thông thường khác.